Ren Akamichi là thành viên của Blue God, cũng là phong kiếm sĩ, sở hữu thánh kiếm hệ phong có khả năng tách đôi thành hai thanh gươm. Anh đã được thầy của mình chỉ dạy trở thành một shinobi, cũng như là một người sở hữu tuyệt kỹ của gió. Sức mạnh là những thứ mà thầy của anh coi trọng và truyền đạt nó với Ren. Từ đó anh luôn mù quáng tin vào lý tưởng tìm kiếm sức mạnh để đối mặt với những kẻ mạnh hơn, cũng như nâng cao sức mạnh của bản thân. Trong những tháng ngày luyện tập gian khổ này, anh đã gặp được Kendo, lôi kiếm sĩ, và vô cùng ngưỡng mộ với tài năng kiếm thuật từ Kendo. Sau khi hoàn thành luyện tập và chính thức trở thành phong kiếm sĩ, anh đã gặp lại Kendo và hỏa kiếm sĩ mới, Toma Kamiyama. Vừa gặp mặt, Ren đã rất muốn cạnh tranh với Saber xem ai sẽ là người chiến thắng. Nóng nảy và vô cùng trẻ con là những gì có thể miêu tả về Ren. Anh ta mặc dù luôn tươi cười, chất là một đứa trẻ còn ngang bướng, luôn phớt lờ tất cả những lời của người khác và luôn tin bản thân mình là đúng. Nóng vội vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu của anh, dễ dàng bị kẻ thù lợi dụng điểm yếu này để đánh bại anh một cách đơn giản. Mang trong mình sức mạnh từ thanh phong kiếm cùng với quyển sách ninja, anh kết hợp cả hai để tạo nên hình dáng của mình, Kamen Rider Kenzan. Kenzan được tạo hình thon gọn hơn tất cả những kiếm sĩ trước, với phần giáp được tinh chỉnh gọn nhẹ ở phần giáp ngực, phần giáp chân có màu xanh nhạt hơn, bao phủ từ chân lên tới gần thân. Phần giáp vai của anh cũng tương tự như vậy. Thiết kế của Kenzan được mô phỏng theo ninja nhiều hơn là một kiếm sĩ bình thường. Gương mặt của anh cũng thể hiện ra vũ khí chính của ninja là shuriken, cũng như hai lưỡi gươm ở phần mắt phải. Tạo hình linh hoạt cũng như vũ khí vốn dĩ là một thanh shuriken được tách đôi ra thành hai thanh gươm, khiến khả năng chiến đấu của Kenzan vô cùng biến ảo khi đối mặt với kẻ thù. Sự linh hoạt được mang lại từ ninja, anh có khả năng tấn công nhào lộn cũng như di chuyển trên những đòn tấn công mà kẻ thù tấn công anh. Sự linh hoạt trong vũ khí chiến đấu lẫn phong cách chiến đấu là điểm mạnh nhất của Kenzan. Phong cách chiến đấu của anh thiên nhiều về tốc độ cũng như những cú ra đòn dựa trên động tác nhào lộn của bản thân, giúp anh tránh né cũng như phản lại đòn tấn công từ kẻ thù từ động tác này, giống như phong cách của một ninja luôn tấn công kẻ thù đầy bất ngờ. Đòn tất sát của anh, Sarutobi Ninjaden. Anh kết hợp thanh gươm của mình lại trở thành một chiếc shuriken khổng lồ. Một cơn lốc màu xanh bao phủ lấy thanh gươm, anh phóng hàng loạt phi tiêu với sức mạnh của gió bao phủ lên chúng. Đòn này có sát thương không cao, nhưng dùng để đánh lạc hướng kẻ thù thì không còn gì để chê. Trong lúc này, dùng thân thủ của mình, anh sẽ đến một góc mà kẻ thù không thể nhìn thấy, sau đó lao thẳng vào chúng với lưỡi kiếm bao quanh người mình, biến bản thân trở thành một chiếc shuriken khổng lồ. Với vận tốc cực lớn, anh sẽ chém tan kẻ thù.